till we all know what we need. Freedom, democracy, it's all that we need. Freedom, democracy, it's all that we need. Xin chào quý vị và các bạn, đây là chương trình Câu chuyện Việt Nam của Đài TNT Media. Trước tiên thì tôi xin gửi lời chào đến quý vị và xin mời nhà báo Nguyễn Bình ạ. Vâng, xin kính chào quý khán thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi, TNT Media. Tôi là Nguyễn Vũ Bình, rất là vui được tham gia chương trình. Từ là đoạt huy chương vàng, chính là vô địch bóng đá nam và nữ tại SEA Games 30. Cái thứ ba là vụ ông Bí thư Thành ủy, Ủy viên Bộ Chính trị Hoàng Trung Hải bị xem xét kỷ luật. Cái thứ tư là cái vụ mà tù nhân lương tâm Đào Quang Thực bị chết ở trại 6 Thanh Chương, Nghệ An. Và cái cuối cùng là có 164 sinh viên du học sinh mất tích tại Hàn Quốc. Đó là một số những cái mà tin tức mà nổi cộm. Ở Việt Nam thì rất là nhiều những cái tin tức nóng hổi, nhưng mà chúng tôi lựa chọn ra mấy cái tin tức như thế. Và cái đạo luật Magnitsky được Quốc hội châu Âu đã phê chuẩn và triển khai trên toàn cầu. Đó là những cái thông tin mà tôi mới cập nhật được. Vâng, thưa Quốc Bình, thì sắp đến dịp Giáng sinh rồi, thì những người dân cư trú ở vườn rau Đồ Hưng đó, thì họ đã cư trú ở đó từ những năm 1954, sau khi họ di dân từ miền Bắc trở vào, và họ đã sống ổn định ở trên đó mấy chục năm trời. Thế thì vào đầu năm nay ấy, thì Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã tiến hành dùng cưỡng chế để tước đoạt và phá hoại tất cả những cái tài sản cũng như nhà cửa của người dân. Thế nhưng mà mỗi đến dịp Giáng sinh về thì người dân lộc người ta Đồ Hưng họ không có cái nơi nào khác, họ trở về cái nơi họ đã từng sống nhiều thế hệ ở đó để họ dựng lên cái tượng cái hang đá để là kỷ niệm ngày Chúa giáng sinh. Thế nhưng mà Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã bất chấp mọi thứ đến phá hoại. Thế anh có thể bình luận gì về cái sự kiện vừa rồi đúng không ạ? Vâng, đúng như anh nói, khi người dân ở vườn rau Lộc Hưng, khu đó là hơn 5 hecta, đấy, thì người dân đã sinh sống từ năm 54 và đầu năm 2019 này, người dân đã bị nhà cầm quyền đưa toàn bộ những cái lực lượng cũng như là xe ủi rồi các cái phương tiện đến là san bằng cái vườn rau đó, đấy, và đuổi người dân đi. Thì người dân đi và đã người dân khởi kiện lên thành phố Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh ấy, và khởi kiện lên Trung ương. Thế nhưng mà cái quá trình khởi kiện thì được gần 30 luật sư là tư vấn miễn phí. Thế thì những người này bây giờ là đi khắp nơi để cư trú nhờ ở những nơi khác. Nhưng mà khi đến cái ngày lễ Giáng sinh, tức là chủ yếu người dân ở đây là những người theo đạo Công giáo. Thế cho nên là cái lễ Giáng sinh đối với họ nó rất là thiêng liêng. Và họ về cái mảnh đất của họ sinh sống nhiều thế hệ từ năm 54 đến giờ. Thế thì vào mùng 8 tháng 12 vừa rồi thì họ đã tổ chức để chuẩn bị cho đón cái lễ Giáng sinh. Chứ nên mấy hôm nữa thì mới có Giáng sinh cho. Thế thì họ chuẩn bị những cái hang đá rồi những cái bức tượng Đức Mẹ rồi Đức Chúa các thứ đấy. Thì khi đang chuẩn bị như thế thì nhà cầm quyền đã cho một cái lực lượng khoảng 100 người, hơn 100 người dân phòng rồi công an rồi an ninh thường phục đấy, rồi đến để coi như vậy là phá cái những cái hang đá, những cái dụng cụ, những cái vật dụng người dân đang làm đó là đàn áp người dân. Và sau đó là người dân phản đối thì đưa lên đi lên cái phường 6 quận Tân Bình đó. Thì sau đó là bắt ba người dân từ lúc chiều và đến tận 10 giờ tối mới thả người ta đấy. Thế thì có xảy ra va chạm và có đánh một số người đấy. Thì cái việc của nhà cầm quyền là tức là ngăn cản người dân, không cho người dân là làm chuẩn bị cái lễ đón cái lễ Giáng sinh. Thế thì ở đây nó có hai cái mục đích của nhà cầm quyền. Cái thứ nhất ấy là muốn chứng tỏ là người dân ở đây không còn quyền hành gì ở trên cái mảnh đất người ta đã cướp, người ta đã cưỡng chế đuổi người dân đi. Và cái thứ hai tức là cũng phá hoại cái lễ đón Giáng sinh, tức là cái sinh hoạt tôn giáo của những người Công giáo mà phần lớn là
những người dân ở vườn rau Lộc Hưng là những người công giáo, đấy, những người lâu năm ở đó đấy. Thế thì đấy, hai cái mục đích như thế thì chúng ta thấy là cái việc mà nhà cầm quyền cưỡng chế đuổi người dân ra khỏi cái khu đất mà người ta đã ở từ năm 54 và người ta đã rất nhiều lần xin cái sổ đỏ đóng thuế đàng hoàng từ năm 54 đến nay. Đấy, từ sau 75 cũng vẫn đóng thuế bình thường và người ta xin rất nhiều lần, người ta xin làm sổ đỏ thì không cho làm. Đấy, không cho làm sổ đỏ và sau đó lại lấy cái lý do này lý do khác để đuổi người dân ra khỏi cái khu vực người ta đã cư trú sinh sống bao nhiêu thế hệ, bao nhiêu đời rồi, từ năm 54 đến nay. Đấy, thì người ta có đầy đủ cái giấy tờ chứng cứ pháp lý về cái việc đó. Thế cho nên là cái việc này là nó rất là tàn bạo, gần 200 hơn 200 ngôi nhà đã bị san phẳng. Đấy, và không biết bao nhiêu là hộ, không biết bao nhiêu con người đã bị đẩy ra khỏi cái nơi mình cư trú hàng bao nhiêu năm, bao nhiêu thế hệ như thế. Thế thì sau đó là có một số cái nhóm luật sư, đấy, người ta thấy cái sự việc nó quá là tàn bạo và quá là phi lý, là người ta đứng lên, người ta ủng hộ cái người dân ở vườn rau Lộc Hưng này để người ta khởi kiện đến cái chính quyền của phường 6 quận Tân Bình, đấy, ra lên thành phố Hồ Chí Minh và cũng như là ra trung ương. Đấy, thì cái quá trình khởi kiện là đang tiến hành, nhưng mà cứ thành phố thì đẩy cho trung ương thì đẩy cho thành phố. Đấy, thì nó đang nhì nhằng như vậy thì nó xảy ra cái chuyện mà coi như vậy là người dân chuẩn bị đón Giáng sinh thì bị phá hoại cũng như là bị đánh đập và bắt giam như thế. Thế thì như lần trước thì tôi cũng có phân tích là cái vụ việc vườn rau Lộc Hưng này, ngoài cái việc mà người ta nhìn thấy cái miếng đất nó ở trung tâm thành phố nó màu mỡ về lợi ích, thì nó còn có một cái vấn đề là cái vườn rau Lộc Hưng này nó là một cái nơi rất là gắn bó với cái phòng công lý hòa bình với cái dòng Chúa Cứu Thế ở Sài Gòn trước đây. Đấy, thì khi mà gắn bó như vậy thì sau này những người mà phản kháng, những người đấu tranh thì cũng có hay qua lại cái cư trú ở những nơi mà ở những cái nhà mà đang sinh sống ở cái vườn rau Lộc Hưng này. Đấy, cho nên là người ta triệt hạ cái vườn rau Lộc Hưng này, một phần thì cũng là vì cái 5 hectare đất ở trung tâm thành phố nó rất giá trị, nhưng một phần cũng là vì cái lý do là chính trị, tức là người ta không nói ra. Đấy, để người ta dẹp cái sân sau của vườn của dòng Chúa Cứu Thế, sau đó là người ta mới dẹp cái phòng công lý và hòa bình, người ta làm rất là bài bản như thế, ghê gớm như vậy. Đấy, thì bây giờ chúng ta thấy là người dân quay lại sinh hoạt tôn giáo ở trên chính cái mảnh đất của người ta và lại tiếp tục bị coi như vậy là phá hoại, bị đàn áp và bị bắt bớ như thế. Thì chúng ta thấy là nhà cầm quyền hiện nay là bất chấp tất cả mọi cái để coi như vậy là thứ nhất là đạt cái mục đích mà phá hoại những cái ngăn chặn những cái tiếng nói phản kháng, những người đấu tranh, rồi phá hoại cái cuộc sống của người dân theo đạo, người dân công giáo như thế. Đấy, thì là toàn bộ cái sự việc nó là như vậy. Vâng, thì qua cái sự tường trình của anh thì tôi thấy có một điều rất là lạ ở đây ạ. Thì chúng ai biết ấy, cái giáo hội công giáo Việt Nam ấy thì có đến khoảng 7 triệu tín đồ trên khắp cả nước. Thì riêng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh ấy thì có khoảng 300.000 tín đồ. Và nếu tính các tỉnh xung quanh ấy thì đến cả hàng triệu tín đồ. Thế nếu như mà những người công giáo Việt Nam, những người lãnh đạo của giáo hội công giáo Việt Nam mà đoàn kết với nhau ấy, thì tôi cho rằng là cho dù chế độ cộng sản họ có bao nhiêu quân đội, bao nhiêu cảnh sát ấy, họ không bao giờ dám đụng đến cái quyền lợi lấy hợp pháp của người công giáo. Nhưng mà có điều đáng tiếc ở đây á là tại sao mà chế độ cộng sản Việt Nam lại có thể tước đoạt một cách công khai, một cách vô lý và áp đặt với sự bất công trên những người công giáo ở tại cái vườn rau Lộc Hưng như vậy. Thì có lẽ là đây là một cái câu hỏi lớn cho thấy trách nhiệm của những người lãnh đạo giáo hội công giáo ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh cũng như là ở cả cái khu vực miền Nam nói chung về cái sự đoàn kết, giúp đỡ, ủng hộ lẫn nhau trong cái việc bảo vệ giáo dân của mình. Vâng, chúng ta quay trở lại cái câu chuyện Việt Nam á, thì trong cái SEA Games 30 vừa qua ở tại Philippines ấy, thì cả hai cái đội tuyển bóng đá nam và nữ của Việt Nam đều giành huy chương vàng SEA Games. Thì trong một số tờ báo ấy, thì họ nói là sau 60 năm Việt Nam mới giành đại huy chương vàng, nhưng mà có tờ báo thì họ không nhắc đến cái mốc 60 năm đó. Thì anh là người trong nước, anh theo dõi thì cái thành tích của đội tuyển Việt Nam từ ở SEA Games từ xưa nay như nào, tại sao lại có cái tờ báo là nói 60 năm, có tờ báo thì họ không đặt cái mốc đó, tại sao lại là 60 năm? Vâng, nói về bóng đá thì rất là thú vị. Trước hết thì tôi xin trả lời anh cái câu hỏi anh vừa nêu là tại sao có tờ báo này nói là 60 năm chúng ta mới đạt được huy chương vàng của SEA Games bóng đá. Đấy là bóng đá nam, chứ còn bóng đá nữ là lần này người ta đạt là lần thứ 6 rồi.
đấy, mà là lần thứ 6 tức là nhiều nhất trong các nước vì bóng đá nữ là phát triển sau, mãi sau này mới có bóng đá nữ. Đấy, thì Thái 5 lần, Việt Nam 6 lần. Trước cái giải lần này là Việt Nam với Thái Lan là ngang nhau là 5 lần. Thế bây giờ là năm nay là Việt Nam đạt tức là nữ ấy, bóng đá nữ ấy là 6 lần. Thế còn bóng đá nam thì vào năm 1959 tức là cái lần đầu tiên tổ chức SEA Games ấy thì Việt Nam Cộng Hòa là một nửa miền Nam của chúng ta đó là tham dự. Đấy, tham dự cái SEA Games. Chứ trước miền Bắc là không tham dự, miền Bắc ở cái khối phe cộng sản không tham dự. Thế thì cái năm đó là cái đội tuyển bóng đá của Việt Nam Cộng Hòa đã đạt cái huy chương vàng, đấy, vô địch cái SEA Games năm đó. Đấy, thế thì có những cái tờ báo thì người ta tôn trọng lịch sử, đấy, và người ta thấy là miền Nam với miền Bắc cũng đều là Việt Nam cả, thì người ta nói là 60 năm nó có cái mốc, đấy, thì chứng tỏ là người ta tôn trọng lịch sử và người ta công nhận là cái nửa nước kia cũng là người Việt Nam cả. Nhưng có những cái tờ báo, có những cái như cái VTV thì tức là cái đài truyền hình Việt Nam á, thì người ta thì nói là lần đầu tiên đạt huy chương vàng. Đấy, thì lần đầu tiên thì là đối với miền Bắc cộng sản và sau này là Việt Nam cộng sản thì là họ nói lần đầu tiên, nhưng mà họ vô tình họ nói như vậy tức là họ không thừa nhận cái thể chế Việt Nam Cộng hòa trước đây. Đấy là lý do là tại sao người ta không nói là lần đầu tiên. Đấy, chứ người ta không nói là 60 năm, thực ra là 60 năm cũng là lần đầu tiên, tức là lần thứ hai, nhưng mà 60 năm tức là cũng là cái năm mà khởi nguồn mà tổ chức cái SEA Games, bắt đầu tổ chức cái SEA Games. Đấy, thế thì đấy là cái mà lý do mà tại sao có cái tờ báo với những cái, thường thường là những cái báo chuyên về thể thao ấy, báo ấy thì là người ta tôn trọng cái sự thật lịch sử, là người ta nói 60 năm. Đấy, những cái cây bút thể thao mà thuần túy ấy, thế còn như VTV ấy, thì nó nặng về tính chính trị thì người ta nói là lần đầu tiên đạt huy chương vàng môn bóng đá nam. Đấy, thì cái đấy nó sai, bởi vì Việt Nam Cộng Hòa trước đây cũng là người Việt Nam đã đạt rồi, là đạt đầu tiên cơ. Đấy, nhưng mà nói về bóng đá thì chúng ta thấy nó có thú vị ở cái chỗ như thế này, là bối cảnh Việt Nam hiện nay ấy, thì ở tất cả các khía cạnh, tất cả các lĩnh vực thì nó đều ruộng nát, nó đều thối nát, nó đều tiêu cực và nó không có một cái thành tích gì mà đáng gọi như vậy để nói đến, chứ chưa nói là tự hào. Đấy, chúng ta biết là xã hội thì hỗn loạn, kinh tế thì coi như vậy là tan hoang, cũng nó không có gì cả. Đấy, chính trị thì ruộng nát, phụ thuộc Trung Quốc, đấy, bị lệ thuộc, nô lệ như thế. Đấy, thế nhưng mà cái bóng đá, đấy, mà bóng đá thì thường thường người ta nói chủ yếu là bóng đá nữ thì rất là giỏi rồi trong khu vực, nhưng mà người ta nói bóng đá là bóng đá nam là chính. Đấy, thì hai cái năm vừa rồi là có những cái thành tích là chưa từng có trong lịch sử của Việt Nam. Đấy, chúng ta biết là hai năm vừa rồi từ khi ông Park Hang-seo là cái ông huấn luyện viên người Hàn Quốc là ông ấy dẫn dắt đội bóng ạ, là đã đạt thành tích ở đến cái giải SEA Games vừa rồi là năm giải mà đạt thành tích cao cả, trong đấy là có hai giải vô địch và một giải hai giải vô địch và ba giải kia thì đều đạt thành tích rất là cao. Đầu tiên là cái giải U23 châu Á, thì cái lúc đó thì khi ông này đến huấn luyện ấy thì cũng chẳng có tiếng tăm gì mấy. Đấy, ông Park Hang-seo là ở Hàn Quốc cũng bình thường. Đấy, rồi huấn luyện các đội bóng thì cũng gọi là khá khá thôi. Thế thì bóng đá Việt Nam từ trước nó cứ trồi sụt và nó cũng chẳng có cái thành tích gì gọi là cao siêu gì cả. Đấy, bao nhiêu năm hội nhập, tức là năm 93, 95 gì đó vào SEA Games, mà đến tận trước cái 2018 ấy, thì mới được có một cái giải về AFF Cup, tức là vô địch Đông Nam Á ấy. Mới tất cả bao nhiêu năm từ năm 93 đến giờ mà mới được có một cái giải đó, tức là trước năm 98 nhé, trước khi ông Park Hang-seo là ông tham gia ấy, thì nó mới có một lần là vô địch cái giải vô địch Đông Nam Á thôi. Đấy, là năm 2008. Đấy, tôi vẫn nhớ. Thế thì nó không có cái gì để là đáng nói cả. Thế thì đưa cái đội bóng đến U23 ở Thường Châu Trung Quốc thì lúc đầu thì cũng chẳng ai quan tâm mấy, cái thành tích nó rất là kém như vậy. Thế tự nhiên là trong cái vòng loại của cái vòng chung kết đó là mình hòa với thắng toàn đội mạnh thôi. Thế bắt đầu là tạo ra cái sự chú ý. Đấy, tạo ra cái sự chú ý xong bắt đầu về sau lại vào tứ kết, xong lại vào bán kết, lại vào chung kết. Thế tự nhiên là tạo ra cái sự thu hút rất là ghê gớm, vì bóng đá là cái môn mà nói chung là nhiều nước người ta yêu thích, và đặc biệt Việt Nam thì yêu thích đặc biệt. Thế thì sau đó là
được coi như huy chương bạc, tức là Á quân của cái U23 châu Á, tức là chỉ thua cái đội vô địch ở cái phút cuối cùng trong 120 phút thôi, tức là bình thường tức là đá hiệp phụ là mới thành 120 phút thì thua ở cái phút cuối cùng, tức là mất mí vô địch đấy, thì là một cái kỳ tích luôn. Sau đó đấy thì cái đấy nó vang dội luôn mà bắt đầu ông Park Hang-seo có thứ được chú ý. Sau đó đến tháng 8 thì lại tham dự một cái giải gọi là Thế vận hội thì lại vào được đến bán kết, tức là trong bốn đội mạnh nhất. Thế đến cuối là tháng 12 năm 2018 đó là vô địch AFF Cup, tức là vô địch Đông Nam Á đấy, lần thứ hai đấy. Sau đó là lại đến cái ASEAN Cup, tức là vô địch châu Á, giải vô địch châu Á đấy, đội tuyển quốc gia đấy, mà cũng vào đến bán kết đấy, ghê gớm luôn đấy. Sau đó là bán kết, tức là đã là bốn giải rồi. Thế bắt đầu giữ cái giao hữu kinh cấp của Thái Lan á, là cũng chỉ thua cái đội vô địch coi như vậy là ở suốt lần lưu thôi đấy, là rất là ghê gớm thắng Thái Lan đấy. Sau đó là vừa mới xong đó thì là vô địch SEA Games, và đang hiện nay này đang tham dự cái vòng loại World Cup, và mình ở bảng G là đang đứng đầu bảng luôn, tức là cái thành tích này nó gọi là đặc biệt mà từ xưa nay chưa có. Thế thì tôi muốn đưa cái vấn đề này ra, bởi vì nó liên quan đến cái vấn đề là giải thoát của cơ chế khỏi bóng đá thì nó mới có cái thành tích như thế. Thế thì tôi mới phân tích là tại sao mà Việt Nam lại đạt được cái thành tích nó cao như vậy trong bóng đá, trong cái bối cảnh chung rất là mù mịt, nó rất là tối tăm thê thảm như hiện nay đấy. Là lý do là như thế này, Việt Nam là khi mà đổi mới đó thì bắt đầu là người ta buông bỏ cái lĩnh vực thể thao này đấy, người ta buông bỏ là lý do là không còn tiền, tức là cạn kiệt nguồn lực. Thế người ta buông bỏ thì người ta cho các cái doanh nghiệp vào đầu tư vào bóng đá đấy, ban đầu là như thế. Thế thì cho các cái doanh nghiệp đầu tư vào bóng đá, và cái thứ hai nữa là cái mảng mà báo chí về bóng đá này người ta cho phát triển rất là tự do đấy. Mà tôi thì ngày xưa tôi hay xem bóng đá, sau đó là tôi hay đọc cái báo bóng đá về báo thể thao văn hóa đấy, thì tôi thấy là cái tự do trong báo chí trong cái lĩnh vực bóng đá nó gần như là tự do hoàn toàn luôn, tức là nó chỉ đích danh người nọ người tê phê phán rất là đầy đủ đấy. Thế thì khi mà cho các cái doanh nghiệp vào đầu tư bóng đá ấy, thì lúc đầu cũng không chịu buông bỏ hết đâu, lúc đầu là cũng định lợi dụng các cái doanh nghiệp để coi như người ta đầu tư vào bóng đá để rồi nhà nước vẫn quản lý. Thế nhưng mà nó cái cơ chế như vậy nó chéo ngoe, bởi vì doanh nghiệp đổ tiền vào bóng đá nó rất là tốn kém, mỗi năm nó mấy chục tỷ cơ đấy. Thế mà cuối cùng là lại không được quyết định, không được mua cầu thủ, không được quyết định rồi các thứ về quyết định về chuyên môn cũng như là nhiều những cái vấn đề của đội bóng. Thế là doanh nghiệp người ta cũng chán nản đấy, người ta phản ánh lại. Thế thì dần dần cái nỡ nhằn ra, thì đến bây giờ ấy, thì gần như là tư nhân hóa hoàn toàn rồi, tức là các đội bóng thuộc về doanh nghiệp hết rồi. Còn cứ tỉnh nào mà cứ cái tỉnh đấy là cái sở thể dục thể thao ấy mà cứ lưu giữ lại thì cái thành tích nó bết bát. Ví dụ như Nam Định đấy, Nam Định là tỉnh của tôi đấy, thì cứ giữ lại thì coi như vậy là nó cứ đang đội Nam Định đang đá giải vô địch quốc gia cuối cùng xuống hạng nhì đấy, rồi đá không ra sao cả, nhưng mà về sau cứ cho doanh nghiệp nó làm thì là nó lại bật lên được. Thế thì đầu tiên là phải nói là cái sự buông tha của cơ chế đấy, để bắt đầu là doanh nghiệp người ta đầu tư vào, đấy là cái vấn đề về đầu tư. Cái thứ hai là các cái doanh nghiệp người ta lúc đó người ta rất là chủ động, mà người ta có định hướng rất là đúng. Đúng ở đây là gì? Đúng ở đây là người ta liên kết với lại các cái câu lạc bộ nổi tiếng ở nước ngoài, người ta lập những cái trung tâm bóng đá trẻ từ cái bắt đầu lứa trẻ con từ năm 7-8 tuổi trở lên đấy, 5-7 tuổi đấy là Hoàng Anh Gia Lai đi đầu, rồi Gạch Đồng Tâm Long An, rồi các cái câu lạc bộ khác là cứ theo. Thì ví dụ như là Hoàng Anh Gia Lai là có liên kết với câu lạc bộ Arsenal nổi tiếng ở nước Anh ấy đấy, thành lập cái trung tâm bóng đá rồi mời các giáo viên đấy. Thì tức là doanh nghiệp người ta có định hướng rất là đúng, người ta đầu tư từ bóng đá trẻ và có một cái hệ thống bóng đá như thế đấy. Thì tức là người ta học tập cái hệ thống đào tạo cũng như là phát triển cầu thủ ở nước ngoài về người ta áp dụng, tức là nó rất bài bản đấy,
người ta mạnh dạn người ta làm. Đấy là cái lý do thứ hai là tại sao bóng đá Việt Nam nó phát triển. Cái lý do thứ ba là liên đoàn cũng phải thay đổi. Liên đoàn bóng đá ấy, thì liên đoàn bóng đá thì trước là cứ cơ chế, tức là cơ chế bao cấp mà, nên cứ áp đặt chủ quan duy ý chí. Nhưng mà về sau vào bóng đá áp đặt như thế thì người ta không huấn luyện viên, người ta không làm được. Đấy thì người ta phản ánh lại báo chí, lúc đó là tự do, riêng trong lĩnh vực đó thì tự do, nhưng người ta phản ánh lại. Thế dần dần là phải buông bỏ dần, vừa là vì mình không có tiền đầu tư, doanh nghiệp nó đầu tư, vừa là xã hội người ta quan tâm và người ta lên án. Chúng ta biết là cái bóng đá Việt Nam nó trải qua rất là đau đớn, ví dụ những vụ mà ở Bacolod Philippines là bán độ cả một nửa đội tuyển luôn, Văn Quyến mất các thứ là bị bắt đấy, nếu không biết anh có nhớ cái vụ đó là Văn Quyến các thứ là bị bắt. Thế thì tức là có những tiêu cực như thế rồi xã hội nó phát rồ lên vì những cái chuyện đó. Thế dần dần là bắt đầu là liên đoàn cũng bắt đầu là tập tành theo cái lối là quản lý của nước ngoài đấy, của các cái nền bóng đá tiên tiến áp dụng vào đấy, thì để cho các đội bóng nó có thành tích, thì có thành tích thì người ta mới thưởng nhiều tiền, thì liên đoàn cũng mới có lọc lá đấy. Thế thì đấy là cái thứ ba. Còn về phía cầu thủ là cái thứ tư là về phía cầu thủ trước đây ấy thì nó không được coi như vậy đào tạo từ bé, nó coi như ở các đội bóng đưa lên bao cấp đưa lên rồi ăn uống nhếch nhác chẳng có chất gì cả, rồi lại bị tham nhũng các thứ đấy. Thế thì nó đá xong rồi nó chẳng thấy có tương lai gì, nó không chăm chú gì. Nhưng bây giờ là khi mà xã hội nó quan tâm, lương cầu thủ nó tăng lên, chuyển nhượng nó tăng lên đấy, rồi được thưởng nhiều, thế là cầu thủ nó mới thấy là thế này là có thể là sống được bằng bóng đá, có thể là một cái sự nghiệp của mình đấy. Thế cho nên là cầu thủ bắt đầu nó cũng chăm chút đến cái bản thân, nó cũng không hút sách, nó không thuốc lá thuốc nào, không bia bọt đấy, nó tập trung vào để nó tạo dựng cái sự nghiệp bằng cái bóng đá đấy. Thì bốn cái lý do đó là nó mới sản sinh ra một cái ngứa cầu thủ rất là có kỹ thuật đấy, có thể được đấy, và kết hợp với ông Park Hang-seo là người rất hiểu con người và bóng đá Việt Nam và chỉ đạo chiến thuật rất là giỏi. Thế thì nó mới đạt cái thành tích, trên cái nền tảng đó nó mới đạt cái thành tích coi như vậy là chúng ta vừa nói là chưa từng có trong lịch sử. Và tôi thì tôi trong cái bài viết của tôi nói là gốc rễ của nó là sự buông tha của cơ chế, sự xã hội hóa bóng đá. Và nếu các lĩnh vực khác ấy mà chúng ta làm được đúng như bóng đá này thì Việt Nam không thua kém cái nước nào đấy. Thì kinh nghiệm từ cái bóng đá nó là như thế đấy, vì ông hết tiền đấy, cho nên là ông xã hội hóa, ông cho doanh nghiệp vào. Và ban đầu là ông cũng chỉ định lợi dụng, nhưng về sau những lợi dụng như thế là nó không ổn, thế nó đấu rồi cuối cùng ông bắt buộc ông phải trả toàn quyền lại về cho các doanh nghiệp, về cho liên đoàn, mà liên đoàn cũng phải vận hành theo cái quản lý tiên tiến bóng đá thế giới vào thì nó mới có hiệu quả đấy. Thì đấy, nói đến là đây là lĩnh vực bóng đá, nhưng mà nó là một kinh nghiệm để cho có thể những lĩnh vực khác hoặc là cả cái đất nước này cũng vậy. Khi nó hết tiền nó phải xã hội hóa thì bắt đầu là phải áp dụng những cái tiên tiến nhất để mà coi như vậy là. Đấy là có thể lấy từ cái bóng đá ra đấy. Tôi có một cái bài là bóng đá Việt Nam một nét son để tôi phân tích đại ý nó là như vậy, nhưng mà tất nhiên nó dài hơn đấy. Còn đồng ý với anh Nguyễn Bình về cái đánh giá của anh. Thì chúng ta nếu chúng ta nhìn bóng đá rồi nhìn lại cơ chế kinh tế trước đây rồi, trước năm 1990 ấy, khi mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam duy trì cái nền kinh tế của Liên Hợp Quốc thì cái nền kinh tế Việt Nam rất là ì ạch, nó không có phát triển được. Từ khi họ đổi mới cơ chế chuyển sang nền kinh tế gọi là thị trường nhưng vẫn còn giữ cái đuôi xã hội nghĩa, thì dù sao nó cũng sát lên kinh tế thị trường nói chung thì kinh tế Việt Nam khởi sắc và phát triển. Đến bây giờ thì cái đà phát triển của nó đã hết rồi, kể cả về kinh tế cũng vậy. Thì bây giờ rất nhiều các cái chuyên gia về kinh tế cũng chị họ đang nêu lên một cái gọi là đổi mới cơ chế lần thứ hai. Thì họ luôn kêu gào đổi mới cơ chế, thì có những người mạnh dạn thì họ nói là không những phải đổi mới lần này, không những đổi mới cơ chế kinh tế mà còn phải đổi mới cả về chính trị nữa thì mới đáp ứng được cái nhu cầu phát triển kinh tế. Thì rõ ràng bóng đá Việt Nam phát triển bởi vì nó đã cởi trói hoàn toàn, có thể nói gần như đến 99% là được tự do trong vấn đề đầu tư cũng như phát triển bóng đá. Và việc và cái thành quả đã đạt được là đã năm nay đã giành được cái trong 2 năm qua, như vừa nói đấy, giành được rất nhiều cái thành tích vô địch AFF Cup, rồi là thứ nhì U23 thế giới, rồi thứ nhì King Cup ở Thái Lan, rồi thứ ba thứ tư gì đó ở ASEAN đấy, đại khái là được rồi. Mới nhất là vô địch SEA Games, phải nói là khi mà cởi trói mở rộng ra thì chắc chắn Việt Nam chúng ta có đầy đủ cái tiềm năng sức khỏe để có thể phát triển được. Mà đặc biệt là trong lĩnh vực chính trị, nếu như Việt Nam mà từ bỏ cái chế độ độc đảng chuyên chế đi, chuyển sang một cái chế độ dân chủ tự do, thì chắc chắn Việt Nam chúng ta sẽ rất là nhanh chóng để có thể đuổi kịp các nước ở trong khu vực
về kinh tế, chính trị, mọi vấn đề cũng như là ở các nước châu Á cũng như trên thế giới, thì đó là cái điều mối kinh nghiệm từ bóng đá sang chính trị là nó là như vậy. Thế thì quay trở lại với câu chuyện chính trường Việt Nam á, thì đã trước đây thì đã rất nhiều lần những người đấu tranh ở trong nước, đặc biệt là anh Lê Anh Hùng thì đã có rất nhiều cái đơn khiếu kiện về ông Lê Trung Hải. Anh Lê Anh Hùng có đưa ra nhiều cái bằng chứng nói ông Lê Trung Hải là người buôn bán ma túy, rồi là tay sai của Trung Quốc, rồi là tham nhũng loại kia. Nhưng mà tất cả những cái khiếu nại của anh Lê Anh Hùng thì chưa có được giải quyết, mà họ bản thân anh lại bị bắt cầm tù. Thế thì rồi dư luận xã hội nói chung ấy, thì cũng đặt dấu hỏi vì những cái thời kỳ ông Lê Trung Hải còn làm bộ trưởng công nghiệp, rồi sau ông lên Hoàng Trung Hải, rồi ông lên phó thủ tướng thường trực phụ trách về khối công nghiệp, rồi sau này là về làm bí thư thành ủy Hà Nội, thì đến gần đây thì ông mới bắt đầu bị ban kiểm tra trung ương đưa thanh tra chính phủ đưa kiến nghị lên bộ chính trị về những cái sai phạm của ông ta khi mà còn làm phó thủ tướng phụ trách về khối công nghiệp, trong đó cái sai phạm ở nhà máy gang thép Thái Nguyên là rất là nặng nề. Thế thì cái việc mà kỷ luật ông Hoàng Trung Hải này á, thì liệu là có lợi hay có hại gì cho anh Lê Hùng hay không, hay là anh có thể bình luận gì về vấn đề này không ạ? Vâng, xin đỡ lời anh là cái vụ ông Hoàng Trung Hải này, đầu tiên là chúng ta phải hiểu cái vụ nó đầu đuôi như thế nào. Là cái vụ ông Hoàng Trung Hải này ấy, là nó Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét cái việc kỷ luật ông này. Lý do là ông này thời kỳ làm Phó Thủ tướng Chính phủ là đã chỉ đạo và cho ý kiến về cái vụ việc mở rộng khu gang thép Thái Nguyên, nhà máy gang thép tổng công ty gang thép Thái Nguyên á, để mở rộng các cái dự án đấy. Thì cái mở rộng dự án này ra là ông ấy tăng thêm là 4.000 tỷ, là tổng cộng cả cái dự án là 8.000 tỷ đấy. Nhưng mà cái việc mở rộng ra như vậy thì cuối cùng là cái dự án là không triển khai được, mà tốn kém coi như vậy là theo cái báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương ấy là đã mất hơn 4.000 tỷ rồi. Và đấy cái dự toán này là 8.000 tỷ do 4.000 tỷ mở rộng, nhưng mà chưa dùng đến 4.000 tỷ đó, thì là 4.000 tỷ kia thì đã đưa cho cái nhà thầu của Trung Quốc, nhưng mà họ làm được một tí họ bỏ. Thế thì toàn bộ cái dự án là trên giấy tờ là 8.000 tỷ bây giờ là một cái đống sắt vụn đấy. Tức là về lý thuyết là cái dự án 8.000 tỷ đó là coi như vậy mất to mất tăm đấy. Và nhà nước đã bắt 5 ông trong cái dự án gang thép Thái Nguyên rồi đấy, tổng công ty gang thép Thái Nguyên đấy, 5 ông là chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc, phó tổng và các thứ đấy. Thì khi đó là mở rộng dự án thì ông Hải này là phó thủ tướng và có chỉ đạo, tức là đồng ý cho cái việc mà mở rộng cái dự án này, mà trong khi đó là một số cái cơ quan khác người ta nói là cái việc mở rộng dự án không có cơ sở đấy. Thế thì cho nên là ông này bị xem xét trong cái vụ đại án tham nhũng. Cái vụ khu gang thép Thái Nguyên này là một trong 12 vụ đại án tham nhũng đấy của Việt Nam đấy. Tức là cứ trên 8.000 tỷ với bao nhiêu nghìn tỷ hết đấy. Thế thì cái việc mà người ta mới đặt ra một câu hỏi là cái việc mà nhà hoạt động Lê Anh Hùng tố cáo ông Hoàng Trung Hải này, mà bây giờ ông Hoàng Trung Hải này bị kỷ luật, bị xem xét kỷ luật và có thể là bị truy tố, khởi tố đấy, thì có ảnh hưởng gì đến cái vụ án của Lê Anh Hùng, cũng như là có lợi hay có hại gì cho Lê Anh Hùng hay không? Thì tôi cũng có nói như thế này, tôi cũng trả lời như thế này, là Lê Anh Hùng tố cáo Hoàng Trung Hải có hai vấn đề. Cái vấn đề thứ nhất là dính líu vào cái vụ buôn ma túy mà Lê Anh Hùng theo đuổi từ năm 2008-2009 đến nay, thì nói là ông Hoàng Trung Hải này dính líu vào, là người trực tiếp dính líu vào cái vụ buôn ma túy đấy. Cái tố cáo thứ hai là sau đó là Lê Anh Hùng có tố cáo thêm là ông Hoàng Trung Hải này là gốc là người Trung Quốc, có bố là người Trung Quốc đấy, cho nên là khi mà đưa lên bộ chính trị thì có cái ông gọi là ông Bình, tức là phó ban tổ chức trung ương ấy, là ông có gửi lên bộ chính trị về cái trường hợp của ông Hoàng Trung Hải này, nói là ông Hoàng Trung Hải này gốc là người Trung Quốc, con bố là người Trung Quốc đấy, thế nhưng mà Trung Quốc nhưng mà cũng sang Việt Nam là sống rồi chứ cũng không phải là ở Trung Quốc đâu, thì ông Hoàng Trung Hải này cũng đẻ ở Việt Nam thôi, cũng lớn lên như mình thôi đấy, nhưng mà là dù sao cũng là gốc Trung Quốc đấy.
Thế thì Lê Hùng có tố cáo cái việc mà ông Hoàng Trung Hải này là gốc Trung Quốc là một. Cái thứ hai là đã phê chuẩn nhiều dự án mà có nhạy cảm cho Trung Quốc đấy, cho Trung Quốc đầu tư vào nhiều dự án nhạy cảm về các vị trí an ninh quốc phòng, cũng như là cái việc mà xả thải ra môi trường như Formosa đấy. Lê Hùng có tố cáo cái đó đấy. Thế thì nếu như mà cái việc ông Hoàng Trung Hải mà bị kỷ luật mà vào đúng hai cái việc của Lê Hùng tố cáo thì nó sẽ liên quan trực tiếp đến vụ án của Lê Hùng, và chắc chắn vụ án này sẽ được xem xét trở lại. Đấy là chúng ta biết chắc chắn. Nhưng cái việc mà Hoàng Trung Hải hiện nay là đang bị xem xét kỷ luật ở cái vụ tham nhũng của một tổng công ty đấy, mà ông này đúng cái vai trò là chấp thuận cái việc phê chuẩn cái dự án đó, cũng như là chỉ đạo mà lại cho phép như thế, thì là tức là cái mối liên quan nó không, nó mối liên hệ nó không có nhiều đấy, thì nó cũng có cái yếu tố Trung Quốc là cái khu găng tổng công ty thép Thái Nguyên ấy, là người ta thuê một cái nhà thầu Trung Quốc nó làm, thì nó làm được một tí rồi nó bỏ, mà trong khi đấy là đầu giả tiền cho nó hết rồi, 92% rồi đấy, thì nó cũng có yếu tố Trung Quốc, nhưng mà nó lại không phải là cái vấn đề là Lê Hùng tố cáo là các vị trí đắc địa về an ninh quốc phòng rồi cho các cái công ty nó đầu tư nó xả thải ra môi trường, thì không phải là cái lĩnh vực mà Hùng nó tố cáo đấy. Thế cho nên là tôi nghĩ là cái việc này nó liên quan không có nhiều đến cái tố cáo của Lê Hùng đấy, cho nên là bảo nó không liên quan tí nào không đúng, nhưng mà nó không có nhiều và nó không trực tiếp đấy, cho nên là cái ảnh hưởng đến cái vụ án Lê Hùng nếu có nó cũng không đáng kể. Theo suy nghĩ của tôi là nó không đáng kể, bởi vì nó không phải liên quan đến trực tiếp cái mà Lê Hùng tố cáo. Vâng, cảm ơn nhà báo Nguyễn Bình. Thì bây giờ chúng ta tạm dừng ít phút để dành cho quảng cáo thương mại, trước khi sau đó chúng ta sẽ trở lại với một chút câu chuyện quốc tế, và sau khi một phần câu chuyện quốc tế thì chúng ta sẽ trở lại với you, we all know what we need. Freedom, democracy, it's all that we need. Freedom, democracy, it's all that we need. Freedom.